Thưa quý vị, những ngày qua, vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 1 triệu đô la Mỹ và hơn 39 triệu đồng do chai bia bị lỗi giữa ông Nguyễn Phương Du và Tổng công ty cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn Sapeco mà Tòa án Nhân dân quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù mới đây, ông Du đã rút yêu cầu bồi thường 1 triệu đô la, nhưng qua câu chuyện này cũng là một bài học để khi gặp các sự việc tương tự thì người tiêu dùng cần ứng xử như thế nào để vừa bảo vệ mình mà không vi phạm pháp luật. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2018, sau khi phát hiện một chai bia của Sapeco chỉ còn khoảng 1/2 lượng nước và có mùi hôi, nên ông Du làm đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường với số tiền là 39,8 triệu đồng do tổn thất về tinh thần. Một năm sau đó, ông Du yêu cầu bồi thường thêm 1 triệu đô la Mỹ. Vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, sau phần thẩm vấn của hai bên, Tòa án Nhân dân quận 5 quyết định tạm ngừng phiên xử sơ thẩm vì xét thấy chưa đủ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ. Tòa án Viện kiểm sát đề nghị là phải trả hồ sơ lại vì nó chưa có đủ đúng cái thủ tục đó. Bây giờ cái vấn đề hàng gian hàng giả nó rất là nhiều. Cho nên là nếu mà cái nhà sản xuất họ chưa có xác nhận là sản phẩm của họ thì đó là một cái, tôi cho rằng một cái yếu tố nó còn thiếu ở trong cái hồ sơ khởi kiện. Người tiêu dùng khi gặp những cái trường hợp tương tự đó thì chúng tôi thấy rằng phải nhờ thừa phát lại. Và đồng thời là chúng ta lấy đó mà làm chứng và người tiêu dùng nên giao nộp hoặc là gửi cho các cái cơ quan chức năng để chúng ta cất giữ, bảo quản. Đây cũng cho là một cái vật chứng. Cũng theo các luật sư, việc ông Du yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần và kèm theo số tiền 1 triệu đô là không hợp lý. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định, nếu chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, thì nhà sản xuất phải bồi thường. Tuy nhiên, trong vụ này, sức khỏe của người tiêu dùng chưa bị ảnh hưởng gì, đồng thời cũng rất khó để xác định thế nào là tổn thất tinh thần. Tôi nghĩ rằng người tiêu dùng cũng phải suy nghĩ. Khi mà mình đi kiện thì mình cũng phải dựa trên cái tinh thần luật pháp và cũng phải hợp lý. Chứ nếu mà mình đưa ra những cái điều mà không có tưởng đó thì thật ra thì nó không được sự ủng hộ của xã hội, mà cũng nếu không nói là làm cái trò cười cho người ta. Theo quy định pháp luật, quyền lợi của người tiêu dùng được quy định là quyền lợi chính đáng, đồng thời phải tương ứng song hành với quyền lợi của doanh nghiệp. Không thể vì quyền lợi của người tiêu dùng mà gây thiệt hại cho nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Dù chưa biết kết quả cuối cùng của phiên tòa như thế nào, nhưng mới đây, phía bị đơn là công ty Sapeco đã đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra vì chưa đủ cơ sở chứng minh chai bia là vật chứng là của Sapeco.